Xin chào anh em, giới thiệu với anh em đây là cây Moritz F25 được thanh lý với giá rất là tốt nha anh em nha. Ngoại hình đèn nó có hơi lướt xước, cũ lâu năm anh em, cũ lâu năm. Cái logo Moritz này nó cũng bị bạc một hai màu luôn à. Đó. Lưng đèn đẹp luôn, nó cũng có một vết lướt xước ở đây nha. Ngoại hình đèn lướt xước xung quanh nhẹ nhẹ anh em, đèn cũ lâu năm mà nó chạy xước, đương nhiên anh em được cái giá nó rẻ nha nè. Series F25 này ở trên thị trường thì giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 6 triệu nha, 6 triệu mấy cũng có, tùy theo độ đẹp của anh em. Cây này thì thanh lý giá rất là rẻ, 2.600.000 nha anh em, từ vì nó lướt xước nha, nó lướt xước, nó cũ chứ không lỗi lầm nha anh em nha, không lỗi lầm, không hư hỏng gì hết. Mình thanh lý thì ngoại hình nó cũ, nó xước nha anh em nha. Ở đây có cái nắp mà nó dục đóng tiêu rồi nha, cũng không ảnh hưởng gì kể nó nè. Được cái chất lượng nó rẻ bằng 1/3 giá gốc, 1/3 giá gốc, rẻ lắm. 2.600.000 là cái giá mà hiếm khi anh em có thể mua được một cây F25 nha anh em nha. Series F nha anh em nha, series F thì dáng dáng OEM. Đây. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, anh em coi gần mặt top của đàn nè. Nó lướt xước cũ nha nè. Cũ nó mới rẻ thôi chứ không cũ là nó mắc dữ lắm. Lướt xước. Eo đạn. Lướt. Xước nhẹ. Chỗ này mình nói cho anh em là nó có hơi lướt xước. Này lớp sơn nha anh em nha. Nó lướt xước ở ngoài lớp sơn, không vào gỗ nha anh em. Đàn ngon lành, không bể vỡ, không hư hỏng. Đây nó có cái nắp màu đen anh em nha. Nắp màu đen nó dục đâu mất tiêu cái nắp màu đen. Ngon lành. Rồi đo các cần cho anh em coi nha. Dây số 1 thấp hơn dây chuẩn luôn nè, êm nha, êm tay hơn miếng. Dây chuẩn thường thường nó trên này nè, hãy thấp hơn miếng nha. Dây 6 thấp hơn chuẩn miếng nha, êm tay hơn cho mình. Rồi test cần phím cho anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em nha, không rè tè, không lỗi phím nào nha. Rồi mình đãi vài hợp âm, anh em nghe cảm nhận cái âm mập của đàn. Chất âm rất là tốt nha anh em nha, so với tầm giá 2.600.000 mà mua được cái F25 thì giá rất là tốt rồi. Tên của đàn mình sẽ để trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.